sư gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm cá chép hóa rồng chất liệu gỗ Hường Ta. Tác phẩm này có mã là 714, có kích thước cao 90, ngang 40 và sâu 30. Hàng liền khối và rất là đặc gỗ các bác nhé. Em sẽ quay cận cảnh để cho các bác chiêm ngưỡng tác phẩm này. Từ xưa đến nay thì hình ảnh cá chép hóa rồng được dùng như một lời răn dạy mọi người phải luôn phấn đấu, cố gắng kiên trì đến cùng để đạt được thành công. Học sinh, sinh viên khi sắp phải trải qua kỳ thi lớn hoặc là những người đang cần chuẩn bị cho một việc gì đó quan trọng thì người ta thường đến các trung tâm đồ gỗ mỹ nghệ để mua cho được những cái tác phẩm thủ gỗ cá chép hóa rồng về để trưng cho phòng làm việc hay là bàn học để mọi việc có thể thuận lợi. Người dân Á Đông đặc biệt là rất coi trọng cá chép, tiêu biểu là trong sự tích cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Và đây là một trong những hình ảnh tiêu biểu tượng trưng cho sự nỗ lực hết mình, may mắn và biết tận dụng thời cơ để có được thành công. Ngày xưa thì khi có sự tích cá chép hóa rồng thì người ta chỉ muốn nhắc nhở một điều là sự kiên trì chắc chắn sẽ dẫn đến thành công. Tuy nhiên, nay thì quan niệm này đã được mở rộng hơn một chút, đó là nói về sự thông minh và biết vận dụng thời cơ để đạt được thành công. Một tác phẩm rất đẹp đúng không ạ? Tượng cá chép hóa rồng là một trong những tác phẩm rất là đẹp mang hình cá chép và được phối hợp rất là nhiều họa tiết, hoa văn. Có thể hiểu hữu dư có nghĩa là có, trong giàu có, còn dư là dư để. Cá chép trong phong thủy thì được xem là một biểu tượng của sự may mắn. Tượng gỗ cá chép hóa rồng vượt vũ môn mang giá trị về tài lộc lẫn công danh, thể hiện cho đức tính kiên trì, chịu khó và rất đáng học tập. Do đó, dùng để làm thành những món quà tặng cho người khác hay là trưng bày ở trong nhà thì đều mang một cái ý nghĩa rất là tốt. Các bác có thể mua tranh hoặc là mua tượng để đặt ở trong phòng làm việc, trong phòng học để động viên và cố gắng thì sẽ đạt được rất là nhiều thành công. Và đặt tại công ty nơi nhân viên thường xuyên qua thì không những có tác dụng về mặt thẩm mỹ cao mà còn tăng thêm sự tự tin phấn đấu trong công việc. Do đó, có ý nghĩa sâu sắc của bức tượng này. Một tác phẩm rất là đẹp đúng không ạ? Và ngày hôm nay em muốn giới thiệu với các bác tác phẩm cá chép hóa rồng chất liệu gỗ Hường Ta có mã là 714, cao 90, ngang 40 và sâu 30. Được đục rất đẹp và sắc nét các bác nhé. Nếu như các bác ưng tác phẩm này, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng tác phẩm hoặc nhắn đi Zalo gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 035 5678 885 để theo dõi các tác phẩm mỹ nghệ khác bên em. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Xưởng Tượng Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.